Vâng, chúng ta cùng đến với buổi review loa kéo của shop điện máy số.com. Chúng ta cùng đến với chiếc loa Qmix K89, dòng loa bass 2,5 tấc, công suất 300W, kết nối Bluetooth USB thẻ nhớ, trọng lượng 8,5 kg. Chúng ta cùng xem bên trong của chiếc loa này. Đây là sách hướng dẫn của shop. Đây là chiếc loa. Đây là sạc dùng cho loa kéo. Và đây là hai micro không dây. Đây là chiếc loa Qmix K89, vỏ bên ngoài bằng gỗ màu nâu, hoa văn nổi, hoa văn rất đẹp. Đằng trước là lưới bọc của loa 2,5 tấc. Và chúng ta cùng test chiếc loa này bên trong. Và chúng ta cùng hiển thị trên màn hình. Đây là công tắc bật mở nguồn. Audio input. Đây là modem di chuyển Bluetooth mode. Loa online và loa Bluetooth. Đây là trở về bài trước. Đuôi về bài sau. Và đây là nút đây là mic duy. Đây công tắc bắt nguồn. Đây kết nối bình ngoài. Đây là volume mic, chỉnh âm lượng to nhỏ bass. Và đây là nút stream, đây nút echo và nút microphone. Và chúng ta cùng kết nối bên trong loa để loa này. Và thank you.
mic có màn hình LED. Chúng ta bật mở micro lên. Alo, alo 1 2 3 4. Đây là chiếc loa kêu mic K89 dòng bass 2 tấc rưỡi, cao 52 cm, rộng 22. Vâng, chúng ta cùng test chiếc loa này. Chúng ta kết nối Bluetooth đã. Và chúng ta kết nối The Bluetooth device is connected successfully. Và đây chúng ta sẽ đến YouTube để mở bài hát. Chúng ta cùng đến với Nụ Hồng Mong Manh. Vitamin A, D3 và canxi, chứa vượt vitamin với nhau. Thank you.
chiếc máy quên đường về, âm thầm mình anh nơi đây với những bâng khuâng. Cánh chim ơi còn mịt mù tận trời nào, vui chi nơi xa xôi ấy, em quên anh như quên cánh hoa. Nhưng sao đây em quay trở về, ta còn đi đâu, hoa xưa đã heo chẳng mối duyên xưa dù chỉ là mộng mơ thôi, anh như chẳng đã ưa thôi, em ơi duyên ta đành nỡ. Vâng, chúng ta vừa thưởng thức với chiếc loa Q-Mix K8 chiến dòng loa 3 tấc tại shop điện máy số trong vòng chúng ta